Bấm vào chỗ này không được. À, đứng ở đây quay thẳng ngang sang đây nhé. À, chào các bác nhá. Tôi đang tiến hành công việc đó là cắt cái que nhựa theo cái số đo 50 phân và mài một đầu để cho các bác, phục vụ các bác trong cái việc là cuốn keo bẫy cò nhé, bẫy cò bẫy vàng. Thì cái que này là cái que nhựa thủy tinh nhá, nó rất là dai dẻo, không có bị gãy nhá. Các bác ứng dụng trong cái việc quấn keo vào để bẫy cò bẫy chim thì cực kỳ hay nhá. Đây này, cái này là rất là dẻo luôn các bác xem nhá. Đấy, dẻo quẹo luôn, đảm bảo không bao giờ bị gãy nhá. Cái này thì chơi nó nhanh, hiệu quả nó cao nhá. Que này thì nguyên bản của nó là nằm ở trong cái vòng tròn như này này, tròn như này. Giờ mình phải thắt dây chun chặt lại và cắt ra, xong bắt đầu đo từng khúc một là 50 phân. Này là 50 phân, 51 phân đấy. Còn các bác nào có nhu cầu cần dài hơn thì đặt riêng nhá, shop sẽ cắt dài hơn. Đối với cái que nhựa này ấy, thì shop bán đơn vị ít nhất là 100 que là 100.000 nhá các bác nhá. 100 que 100.000 đã bao phí rồi. Thế còn để đi mấy cái que này các bác mua thêm keo. Keo thì là shop đóng ít nhất là một lọ, này là 1 kg, tức là 1 cân đấy. 1 cân này là 300.000 nhá các bác nhá, 300.000. Thì bây giờ các bác đối với 1 cân keo này ấy, thì sẽ phục vụ cho các bác dùng được từ 800 tới 1.000 que nhá, 800 tới 1.000 que. Đấy, các bác có nhu cầu về keo bẫy cò, đánh văn nghệ hay đánh chuyên nghiệp thì vui lòng liên hệ nhá. Hàng này là hàng siêu dính, siêu bền. Đây này các bác này. Đây có cho một ít đây này các bác xem này. Đấy. Siêu dính siêu bền, keo này là keo công nghiệp, có nghĩa là keo đã nấu sẵn rồi. Đấy. Nấu sẵn này, màu trắng này, hay còn gọi là không màu nhá. Đây độ dính rất là tốt. Đây cực dính luôn. Đấy, các bác nhá. Đấy. Cái này dùng cho các bẫy cò, bẫy vàng. Cái này các bác về chỉ việc quấn vào que, quấn trực tiếp lên que là chơi thôi. Không cần phải nấu, không cần phải pha chế gì hết nhé. Bất cứ phải pha chế bất cứ gì. Đây, sản phẩm keo bẫy cò, que nhựa cuốn keo. Hân hạnh phục vụ cho các bác, hàng để ship COD đi toàn quốc. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại mà tôi để bên tiêu đề của video nhé. Đây, bên phần mô tả. Đây, anh em tôi đang trong quá trình cắt keo. Cắt keo chia vào lọ, mỗi một lọ là 1 cân. Nha, phục vụ các bác, hàng ship COD đi toàn quốc nhé. Đấy. Đây là giới thiệu với các bác, đây là thợ bẫy cò chuyên nghiệp. Các bạn đây em. Chào bác nhá. Bạn Nguyễn Văn Khánh nhá. Anh em có nhu cầu cần tư vấn kinh nghiệm bẫy cò thì cũng liên hệ với shop luôn nhá. Shop sẽ có tư vấn cho các bác. Rồi cảm ơn các bác nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau nhá.